Chào mừng cô chú anh chị em mình trở lại kênh YouTube Linh Bonsai nha. Hôm nay mình tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị một lô mai con quấn rễ trái bí cô chú anh chị. Cái lô này thì em quấn rễ trái bí là 4 múi, 5 múi cho lên nha. Cây thì cái này rễ em quấn là nó đưa vô tâm á cô chú anh chị. Cây thì nó không có cao nha. Nó tầm 3 tấc, 3 tấc rưỡi lên mà được cái là nó có tàn. Nó buông tàn chân nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Em nhỏ cô chú anh chị mình coi một cây ha. Đó, cho anh chị mình thấy không? Cây okay, nó rất là lùng lực. Nó thì cái này thì mình nói là nói tấc thì nó không được nhiêu đâu. Nó tầm 3 tấc, 3 tấc rưỡi à, 4 tấc trở lại ha. Nó cao nữa thì dữ lắm cũng 4 tấc rưỡi. Mà được cái là nó có cái tàn, nó cái này có tàn chân rất đẹp. Này nếu mà cô chú anh chị mình á, mua về mình trồng tán thông á thì nó khoảng chừng 8 9 tháng là nó sẽ ra cái cây tán thông luôn. Chứ mình không cần phải bấm, không cần phải nói chung đôn đọt không cần phải làm gì hết á, là vậy là nó đẹp thôi. Đó, cô chú anh chị mình coi, quay bí cho cô chú anh chị mình coi nha. Đó, cây thì tất cả đều được đưa vô tâm hết nha cô chú anh chị, 4 múi nhưng mà là nói chung là nó nằm ngay tâm hết. Này hàng này rất là đạt, rất là chuẩn nha cô chú anh chị. Đó, cây thì nó không cao nha, nói trước với cô chú anh chị là nó không có cao nhưng mà nó có cái là nó tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bao với cô chú anh chị là tàn đẹp, rễ đẹp. Đó thì cái lô này em bán tất cả cũng đều không bao ship nha cô chú anh chị, ship từ 50 cây trở lên nha. Cho cô chú anh chị mình coi rõ cái hàng trước khi rồi nếu cô chú anh chị mình có chốt thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0966993277 hay là còn em còn số điện thoại tiếp nữa, ví dụ điện số này không được thì điện tiếp số 0966993278 nha cô chú anh chị. Em có hai số liền kề nhau á. Rồi thì cái lô này thì em cũng có tầm khoảng chừng ngàn mấy cây ha. Cây thì nó không có cao nha, vô anh chị mình coi đó, nhỏ nhưng mà tàn đẹp, bao tàn luôn. Để cho anh chị mình coi thêm tiếp cây nữa nha, nó nhổ nhiều đó. Cái cây thì nó cao tầm 3 tấc mấy thôi, được cái nó tàn nè. Nó quan trọng cái tàn đó, cây nói chung tất cả được đưa vô tâm luôn. Rồi, cô chú anh chị nào mà thích thì cứ liên hệ với em trực tiếp số điện thoại của em để mình đặt hàng nha. Mai này thì mai giảo nha cô chú anh chị, 6 tới 12 cánh nha. Hàng này nói chung là hàng chuẩn á. Đó. Đó. Lồng mà đã ghê không? Cây nhỏ xíu nhưng mà vẫn có tàn. Cái cây này thì chưa gửi cô chú anh chị đâu, em gửi những cái cây cứng cáp thôi. Cái cây này thì quay cho cô chú anh chị mình coi thôi. Cây nhỏ xíu mà tàn chân lên đẹp ghê không? Này cũng không phải ai mà làm được dễ lùng lùng như vậy mà nó có tàn đâu nha cô chú anh chị. Cũng khó làm lắm. Tưới phân thì cũng phải kiềm cái phân, mình cũng phải đúng cái hàm lượng phân để cho cái cây nó phát triển đồng đều, vừa cái kích thước mà vừa cái tàn chân với bộ rễ nữa, bộ đế nữa. Đó, cô chú anh chị mình thấy không, 4-5 múi nhưng mà cây nằm vô tâm này cô chú anh chị nha, còn nhỏ mà nằm vô tâm nè, nằm vô tâm đây, cũng nằm vô tâm luôn đây ha, nằm trung tâm chứ không phải nó nằm một bên ha. Cây bí đẹp nằm vô tâm, cô chú anh chị mình thấy là thấy ok ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem cái clip này nha. Thí dụ cô chú anh chị nào muốn biết rõ hơn về cái kích thước với cái cách thức mà gửi hàng đóng hàng giá tiền như thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0966993277 để em nói rõ với cô chú anh chị mình nha. Rồi chào cô chú anh chị mình.